Vâng, xin chào khán giả của VNTV. Và để mở đầu chương trình của cái phần hóa trang, Vân sẽ bắt đầu ra và mình sẽ bỏ lên cái primer. Trước khi đánh màu mắt, mình bỏ primer để cho nó có thể nó giữ cái màu mắt lâu hơn. Và cái eyeshadow nó sẽ nhìn cái màu của nó sẽ đậm đà hơn. Không biết các chị em có biết được là Vân đã đánh màu mắt trước rồi sau đó mới làm phần phấn, là lý do là tại vì khi mình làm mắt á, thì nó cũng rất đầy ở dưới mặt, cho nên mình đánh phấn trước á, rồi xong mình làm màu mắt á, thì nó sẽ bị dơ ở dưới cái quầng mắt và nó không có nhìn được sạch sẽ. Cho nên làm mắt trước rồi sau đó mới bỏ phấn lên. Thì cái đó là cái trick của Vân làm bao nhiêu năm nay. Như làm lông mày á, thì Vân xài cái màu medium cho tới màu lợt light. Lý do cho dù tóc màu đen đi nữa Vân cũng không có thích dùng màu đen là tại vì Vân không có muốn khi mà nhìn vào á, thì là đập cái cặp mắt vào vô cái lông mày trước tiên. Mình muốn thấy cái cặp mắt chứ không phải muốn nhìn trước tiên là thấy cái cặp lông mày. Và khi mà màu đen thì nó nhìn rất là dữ và nó không có được dịu dàng. Cho nên ráng xài cái màu nào mà medium. Vân đánh mắt thì cũng rất là đơn giản. Hàng ngày nhiều khi Vân cũng không có đánh màu mắt, nhưng mà cái cặp lông mi thì nó rất là quan trọng. Tại vì cái mặt của mình đặt vô cái cặp mắt là cái chính, và cái lông mi cũng là cái chính mà nó mở rộng cái cặp mắt của mình ra, chứ không phải màu mắt. Các bạn đã thấy rồi, lúc nãy khi mà trước khi bỏ lông mi lên á, thì đánh cỡ nào đi nữa cái mắt cũng thật sự nó cũng không được đẹp. Cho tới khi mà có một bộ lông mi vô rồi thì nó nhìn khác biệt liền. Và cái lông mi của Vân á, là loại 3D mink, nó khác hơn cái loại lông mi thường. Nếu mà các bạn thích thì nhớ vào website của Vân để mà coi mấy cái kiểu khác. Nó rất là phù hợp với lại Á Đông mình, tại vì Vân tìm một cái collection mà nó vừa cho cái cặp mắt của Á Đông mình. Và cái loại lông mi này nó làm cái mắt của mình rất là tây. Let's get you to stand up. Okay. Now turn around. Oh my gosh. There's so much hair, I can't believe it. I can't even believe it. It barely looks like me. You didn't realize you can look that beautiful. I know. With just a little extension, look what could do. Changes your life. Wedding ready. Oh my gosh, you look stunning. Oh my gosh. Very natural. Yeah. Very natural. Yeah, I love the eyelashes. I can't get over it. Gosh, yes, the lash looks like they were individual extensions, don't they? Mm-hmm, they do. They don't look like strip lash. If you don't tell, people are gonna think that you had the extensions then. Wow, looks so good. I love the hair. I'm so glad you listened to me. Yeah, me too. Yeah, it's gonna be really good. Oh my gosh. And that hair piece.